Hello, xin chào các bạn thôi các bạn ơi. Tiếp tục này không trở gì với kênh bé Ken Vlog nha các bạn. Thì hôm nay giới thiệu với bạn một loại kẹo mới nha các bạn ơi. Kẹo này là kẹo con mi đi hành luôn đó, nhưng mà thật sự thật chắc là mình không biết ở trong nó là cái kẹo gì không nha các bạn ơi. Rồi Ken mở kẹo ra mà không biết kẹo này nó mở như thế nào luôn nha các bạn. Rồi giờ mặt thấy ghét không, mở đàng hoàng quá. Kẹo này mình chưa biết cái mùi vị ra sao luôn các bạn ơi. Đây nó quay kỹ cho bạn thấy nè, đây là con mi đi hành mà không biết như thế nào luôn nè. Rồi mở sao? Mở sao? Đó, không biết mở luôn. Hờn ơi. Các bạn ơi, và sau khi mình xem hướng dẫn kỹ lại là đúng là kẹo này là ở dưới nếu mà mình mở ra rồi là hình như cái này là mình xay nha các bạn. Mình xay lên thì nó mới có là cái dạng như là kẹo, những cái sợi kẹo ở trong nó sẽ lòi ra nha các bạn ơi. Rồi Ken ơi, mở nắp ở trên này Ken ơi, con mở nắp ở trên nó phải á. Mạnh lên, mở mạnh lên, ừ mạnh lên, mạnh lên không? Cái này nó khó. Rồi nó lên đó. Wow, đây cha mượn coi. Đây nhìn các bạn ơi, trong đó nó mạnh đó. Kẹo con Merian là phía trong nó là một dạng kẹo dẻo, kẹo nước dạng chất lỏng nha các bạn. Mà không biết sao đây, để coi bơm lên hả ta, phải không? Sao ăn? Các bạn ơi, và sau khi một hồi mình tìm hiểu là kẹo này là mình xay cái đây là dưới cái chân nha các bạn. Dưới cái chân này mình xay nè, là kẹo nó mới lòi lên nè, là Ken xay cho Ken. Xay nè. Ừ, xay ngược lại. Ừ vậy đó, xay nó. Xay mạnh lên. Nó thật sự là nó đang lòi kẹo nha các bạn, để Ken xay cho các bạn nha. Rồi, xay nữa. Xay nữa. Wow, các bạn ơi, đây rồi, được rồi, Ken ơi, được rồi. Wow, các bạn ơi. Và đây là sau khi mà mình xay ra nha các bạn. Đây. Mình xay ra thì nó lại lòi như là một dạng kẹo mà dạng chất lỏng nha các bạn ơi. Ừ, giống như kẹo bạch nha vậy đó. Ừ. Mời các bạn Ken ơi. Bấm dữ coi. Sao ngon không? Chua. Chua hả? Ngọt, ngọt không? Ngọt, ngọt gì không? Còn rồi, thật sự nha các bạn ơi. Còn ơi chua mặt rồi. À, các bạn ơi, và sau khi mình nêm thử thì đúng là một cái dạng là quỵ dâu nha các bạn. Cái mùi nó rất là thơm luôn mà nó ngọt ngọt, rất là đã luôn. Mà Ken ơi, ăn nữa Ken ơi. Sợ chua hả? Không, ôm miếng nữa đi, ngọt mà. Ngon mùi. Ngon các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mà nữa Ken cũng đã review đây là kẹo con Merian nha các bạn. Đó. Nói chung là nó ngọt lắm, chắc đầu thì nó hơi chua chua, mà sau càng ăn nó càng ghiền nha các bạn. Nó ngọt ngọt sao cái kiểu ngọt thanh thanh sao đó. Trời ơi Ken ăn nè đó, núp vô đó. Rồi các bạn ơi, lần nữa Ken ở đây quên là kẹo con mê đàn luôn các bạn ơi. Rồi bye bye Ken ơi, bye bye. Đừng quên cho Ken xin một like và một đăng ký kênh, đồng lượt chia sẻ nha các bạn.